Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Nepal 2-0 và đánh bại Bangladesh 6-1, có 6 điểm và đứng thứ 2 tại bảng D. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chưa chắc suất đi tiếp. Ở lượt cuối vòng bảng, Phạm Hải Yến và đồng đội chạm trán Nhật Bản trong trận đấu phân định vị trí nhất nhì. Trước đối thủ vượt trội về trình độ với khoảng cách xa, đội tuyển nữ Việt Nam khó có điểm. Ở môn bóng đá nữ ASEAN 19, ngoài 5 đội đầu bảng, chỉ có 3 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất trong các bảng A, B, D, E được vào vòng tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng phải cạnh tranh trong nhóm nhì bảng. Trong trường hợp đứng thứ 2 ở bảng D, thành tích 6 điểm, 8 bàn thắng và 1 bàn thua sau 2 lượt trận chưa chắc là lợi thế đối với thầy trò ông Mai Đức Chung. Đội tuyển Việt Nam bị trừ đi kết quả đối đầu với đội cuối bảng. Do đó, Hải Yến và đồng đội chỉ được tính 3 điểm với chỉ số phụ là cộng 2 hoặc cộng 5, phụ thuộc vào việc Nepal hay Bangladesh cuối bảng. Nếu đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản, chỉ số phụ sẽ thấp hơn con số kể trên. Trong khi đó, ở bảng A, vị trí nhì bảng chắc chắn thuộc về Trung Quốc hoặc Uzbekistan. Cả hai đội bóng này đều có chỉ số phụ tốt hơn đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này, Trung Quốc cộng 1-6 và Uzbekistan cộng 6. Tại bảng B, Thái Lan và Đài Loan, Trung Quốc tranh nhất nhì. Cả hai đội đều có trong tay 3 điểm và chỉ số phụ cộng 1. Tuy nhiên, đây là hai đội bóng có trình độ tương đương nhau. Do đó, cách biệt tỷ số lớn khó xuất hiện ở trận này. Thậm chí khả năng Thái Lan và Đài Loan, Trung Quốc và đội nhì bảng B có 4 điểm chắc suất đi tiếp rất dễ xảy ra. Ở bảng E, vị trí nhì bảng là cuộc cạnh tranh giữa Philippines và Myanmar. Philippines có thể được tính 1 điểm hoặc 3 điểm với chỉ số phụ thấp nhất là -4. Trong khi đó, nếu Myanmar nhì bảng, họ được tính 3 điểm và chỉ số phụ không thấp hơn -2. Con số cụ thể phụ thuộc vào kết quả cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này. Như vậy, cách duy nhất để đội tuyển nữ Việt Nam tự quyết trong cuộc đua vào tứ kết là đánh bại đội tuyển Nhật Bản. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn đối với Hải Yến và đồng đội. Trên thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam cần cố gắng hạn chế tối đa số bàn thua trong trận gặp Nhật Bản và chờ kết quả có lợi từ các bảng khác. Bảng F có thể mang tin vui cho thầy trò ông Mai Đức Chung. Ngoài ra, trong trường hợp Bangladesh thắng Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam cũng được tăng thêm lợi thế khi không bị trừ đi trận thắng 6-1.